Em có con 6S này quên mật khẩu rồi, anh phá hộ em đây. Vào đây chỉ cho, còn đấy còn gì đâu. Vâng, nhanh. Ok nhá, để phá mật khẩu iPhone 6S ấy, thì bắt buộc em phải có máy tính. Vâng, và máy tính này phải chạy Windows. Thì hoặc là macOS cũng được, nhưng mà chạy Windows nó dễ bởi macOS không phải ai có đâu. Bây giờ trên máy tính em tặng down cái phần mềm này về cho anh. Có tên là Baotool nhá. Cứ lên Google mà có Bao ấy là nó có luôn đây này. Đó, cứ lên đây cũng có luôn này, không cần phải lên Google, lên Yahoo search cũng có luôn. Đó, down cái này về. Thì khi mà nó hỏi driver thì cài driver, mà nếu là driver nó bị lỗi thì down cho anh cái iTunes này nhá. Đó, và quan trọng nhất là phải có một cái cáp USB Lightning để kết nối chiếc iPhone 6S này với cả máy tính, đúng không? Thì bây giờ thực hiện nhá, đầu tiên là cắm cái này vào máy tính đi nhá. Đó. Sau đó là cắm cái cáp Lightning này vào cái điện thoại nào. Cắm vào đầu tiên thì nó sẽ không bảo gì đâu, trên này nó không báo gì đâu, bởi vì đang bị vô hiệu hóa, đang bị quên mật khẩu đúng không? Thì tắt máy đi, ấn nút nguồn. Và tắt nó đi, để sao kết nối được máy tính thì chúng ta phải vào cái chỗ recovery. Đó, tắt nguồn đấy nhá. Thì lúc tắt thì ấn nút home, giữ luôn home. Cứ giữ thôi. Giữ khi nào nó vào được recovery thì thôi. Đó. Đó, hiện lên cũng giữ. Hiện tại là giữ, cứ giữ thôi. Đó. Đây là chế độ recovery của iPhone 6S nhá. Thì bây giờ trên cái phần mềm này thì chưa có ROM đúng không? Bắt buộc các bạn chúng ta sẽ ấn tải về. Còn nếu có ROM rồi thì ấn nhập vào. Đó. Cái này anh phải đóng sẵn như thế, mà đợi hướng dẫn các em mà đợi down thì nó lâu lắm. Đó, anh phải đóng sẵn vào đây. Đó nhá, còn nếu không có thì chúng ta ấn vào tải về thì đợi, tự động mạng tải về mất khoảng tầm khoảng 1 tiếng ấy. Là lâu nhất mà không chỉ 3 phút thôi, bởi vì file này nó đến 4GB cơ. Sau đó ấn vào chọn file này nhá. Bắt buộc là mình phải lên file cao nhất, bắt buộc em phải lên file cao nhất, phải lên file cao nhất, USB cao nhất. Đó. Sau đó là chọn vào phần quick flash mode này. Nếu mà chọn vào phần này thì nó sẽ giữ nguyên dữ liệu và vẫn khóa như bình thường. Thế nên là cứ chọn quick flash mode, còn cái anti recovery flash anh không biết là cái gì. Đó, sau đó ấn flash. Đó, flash nha. Một lưu ý này. Khi mà làm như thế này đồng nghĩa với việc là sẽ bị mất hết dữ liệu, đồng nghĩa với việc là nếu mà có ai cả nào sẽ quên thì sẽ bị khóa luôn, lúc khóa luôn.